Xin chào mọi người. Chanh. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà của mình sẽ ăn trái sung lựu đạn này. Mình gọi là sung lựu đạn tại vì nó to bằng trái lựu đạn là mọi người đây. À, cái này ở Việt Nam mình gọi là sung Mỹ á. Ăn rất là ngon luôn. Đây, để anh Ba Đông cái này chín đỏ này mà cho anh Ba Đông ăn nha. Opa. Kêu ăn tôi xem. Nó phải chấm cái chưa? Yêu chết mà thích sao? Chết mà xin gì cả? Ồ, chết mà xin. Ông hỏi sao cho ông trái nhỏ vậy? Mình lựa trái ngon cho mà còn nói mình á. Thì cái trái sung này khi mình chẻ ra, là nó sẽ như vậy. Chứ còn ở đi là chùa hay á? Nhớ nó thì mài mồi ra. Wow, cái trái này là phụ nữ. Phụ nữ mình nên ăn nha. Rất là tốt cho tử cung, kỳ kinh niên, với lại là nhiều sữa. Nhất là mấy chị cho con bú. Ngon lắm, ăn thử. Dạ. Gì giống nhau vậy? Thôi ăn chứ mất con lên. Thôi à. Cái trái này nó to quá cho ở trong nó bị khô khô. Chứ cái trái này mà của Hàn Quốc á nha. Nhỏ nhỏ bị lớn nè, ăn ngọt đã lắm. Cái này là thô chung là nó mát à. Nó mát à. Cái trái này mà gốc của Hàn Quốc là nó bị lớn rồi thôi. Còn trái mình ăn bây giờ nó lai đó, nó lai cho nên nó bự như Mỹ vậy đó. Chị gái bị mũi cắn. Ngủ quên mũi gắn gãi rồi gãi vậy nè. Theo ẩm ơi á. Theo ẩm ơi. Theo ẩm ơi. Theo ẩm ơi. Theo ẩm ơi. Nó kén ngăn đó mọi người đó nha. Theo ẩm ơi. Chờ. À. Thấy chưa mất nè. Thấy mà mùi nè. Có sức này là ăn cái gì ăn này. Cái thông nhân. Một cái cối ai nè. Thông nhân sức này này. Mẹ dòng mình nó ở ở chỗ mình vẫn chưa thấy có bán trái này. Chồng mình nói mới thấy là đầu tiên cái trái mà nó bự. Mấy cái nhỏ thì ông ăn nhiều rồi mà bự cỡ này. Bà lão chưa thấy. À, cái không nhớ gì cả. Không nhớ là sao sao vậy ta? À, sao vậy? Không nhớ ai mới chơi đấy. Ai mới hai đứa mình chơi đấy. Cứ gặp ta. Bữa nay hai đứa con mình đi lên thành phố Thông Dơn á mọi người. Cách chỗ này 20 phút đi xe mới có bán cái này nè. Chín rồi nó đỏ tươi như vậy nha. Thường chưa chín là nó tái lái. Vú thêm 2-3 bữa nữa được. Ê, nãy cái 할아버지가 이게 힘든 올 때 여기 더 이렇게 뭐 약 발라 주랬는데 이거. 어, chồng mình nói cái trái này xưa mà mà. 아니, 하얀 거 넣은데. Ông nội của chồng mình á, bao chính linh. 이건 안 넣네. Cho chồng mình. 효동이 됐어. 어? Nó có cái mũ trắng trắng á mọi người là cái vị thuốc á, chắc là bôi. Lỡ ghẻ. Cái này mình nhớ là Việt Nam có. 그거 다른 기가. Giống như trái gì ta? Hả? Trái ngái, trái sung gì bên Việt Nam mình đó mọi người. Mà ở trên rẫy mới có nha. Ở đó nhà ngoại mình ở trên rẫy có. Nó cũng giống như này mà nó nhỏ hơn. Mà vô nó quậy. Ồ, trái chỉ đây nè. Cái giò, con gái rửa cái giò để lên tới cái bàn. Để cái giò lên nè mọi người. Con 니가 다음 대체
내가 넣어. 내가 와요. 빨리 빨리. 이따가 이거 어디서? 어, 봐봐. 오빠. 가. 뭐 뜻이야, 이겨? cho ba mẹ con tạo một cái hình ảnh hoàn thiện chứ gia đình hạnh phúc. 이 이름이 모아간대. 우리가 어릴 때는 뭐라고 불렀을까? 이거를 cái này ta tiếng Hàn gọi là mù hoa quà. Mù hoa quà. Nhưng mà ngày xưa ở Hàn Quốc người ta gọi là cái gì? Mẹ chồng mình hỏi mọi người đó, gọi là gì mọi người? 뭐라고 불렀겠노? 뭐라고요? 이거를 모아가 이름은 원래 모아가거든. 근데 저 꼭대기 근데 저 꼭대기. 아는 저 꼭대기. 그거 là nấm vú mọi người. Tại vì ăn cái này nè nó tại vì cái này nó giống giống như nấm vú này, chỉ là ăn nó có sữa nhiều lắm. 그래요? 우리가 저 꼭대기 따라고 하자 이랬거든. 절대. 왜냐면 이거 보면 딱 저 꼭대기 같다 그래가지고. 배불러. ông ăn mà ông ngồi nghĩ về nước Mỹ ra sao? Ba chồng mình mới đi chơi rồi, đi học hỏi cổ chiến binh rồi cho nên là không có nhà. Anh nhớ có sổ chưa mổ mà anh ta. Ừ. Xe anh ta nè. Anh lấy đi rồi nè. Anh mà. Mấy này chưa chín, ăn không được. Chưa chín. Ăn mang chín gọi thôi. Ba. Ba. Con này nó quậy quá. Này chưa chín, anh lấy cái sờ. Anh ấy gọi là chưa chín mọi người, không ăn được. Ăn vô là bị dị ứng đó. Lỡ mà xui xui là bị dị ứng. Anh ấy mồm ít tê 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 này. Ăn cái lưỡi nó giật 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 giật, nó dính 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 như có điện như đó. Như tụi anh ấy cái xe á. À, cái chung là kiểm tra nên đề. Vậy mày ăn đi. Anh ấy chung là mốt được tê. Cứ nên cho cứ mãi đi anh ấy cũng ngon rồi, cứ mốt mà. À, mẹ chồng nói cái này cũng ăn được. Cho thêm một nhóm. Mình thấy vẫn còn hơi cứng cứng nè. Bởi lẽ ai gắt tê. Chồng mình nói nhìn kỹ cái này giống trứng con sâu bọ gì đó mọi người đang ăn mà ông nói làm mất hứng dễ sợ luôn vậy. Ông nói ừ, ông nói nhìn thấy ớn quá à. Ông nói nhìn thấy ớn quá à. Trứng trứng nè mọi người ơi, trứng nè. Tự nhiên đang ăn ngon à, đang ăn ngon mà ông nói cái mất hứng luôn mọi người à. Dễ sợ ông nội này thiệt. Dễ sợ anh ba này. Anh nhớ một con phun nè. 좀다 mà nghĩ trong này lỡ mà nó có con giòi mình cũng thấy đâu mọi người ha, con giòi trong cái ổi rồi đó. Chị mát xịt xịt tay cả. Chút sơ. Làm sao mà nhìn ra đó được? Chút sơ. Chừng một tay à, mát xịt ta. Cái này muốn ngon á là phải đợi tới Trung Thu, ngay cái mùa chín đó, lúc đó ăn mới ngon. Mình nhớ lúc mình mới qua Hàn á là nhà mình cỏ bên kia kìa, trước cửa nhà mình có con cây này, trời ơi nó chín trái đỏ nhóc cho luôn, nhiều lắm, cây trái hoàng quại luôn mà mà nó nhỏ nha, cái đó là cái giống sung thuần chủng của Hàn Quốc nha, mà nó ngon lắm, ngọt ngay cái đỏ luôn á, trời nhớ cái cây đó ghê, mong mong phải là cây của mình, cây của bà hàng xóm mà bà không có ở đó cho nên là mình hái ăn thoải mái. Cái này Italy kiểu hôm nay không cái bắp wow cái gì mà xịn vậy đó, cái đó chín trái béo. 이거 줘, 이거 줘. 안 봐, 안 봐. 무슨 소리야, 무슨 소리야, 무슨 소리야. 자, 그래, 안 봐. 자, 그래. 내가 싫다. 네가 애 앉지 말라. 내려 앉으라 했노. 내 자, 뭐라, 자, 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 안 해, 매. 똑, 저, 쿠, 안 해, 매. 제가 멋있는 애들. 아니, 건강한데 좋아해서. 드십시오. 건강한데 두 번째 좋아하시면 큰일 나네.
진짜 건강을 좀 지켜. 매 chồng mình nói cái này mà phải tốt cho sức khỏe hai lần cái tao tiêu luôn quá, chắc lớn chuyện quá. Mà Uyuga hàng năm mình nhưng rồi, hôm nay giờ tụi mình có tám cái trái. Hồi năm rồi mình có trồng ở sau hè nhà mình á, một cái cây này thì cái lỗi là trồng một năm sau có trái thôi. Thì năm nay nó mới ra trái mọi người, nó mới ra một trái mới lớn nè, ngon lắm, chưa kịp chín nữa, chưa kịp hái nữa, tao mất tiêu. Không biết ai hái luôn. Ở Hàn Quốc này là cũng đạo chích giống lắm, cũng giống như bên Việt Nam mà công tao trồng chưa kịp ăn nữa. Tẩm luôn. Nào quá. Dạ, y chê. Rồi, mua đi ăn cho ta. Rồi, chúng ta sẽ ăn. Tẩm mua đi, mà mua đi học cái gà. Dạ. Mà ăn mua củ đi, chúng ta sẽ mua cái đó không thể. Dạ, nhường tới nhường lui, tao tẩm mẹ chắc rồi. Dạ, gì thôi, nhấp con. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký, like và comment cho Diệu Quân TV. Tạm biệt mọi người.